Hello, em là Thanh Quá, Cần Thơ ha, chuyên gia bán đồ nho dòng nội địa Nhật. Trước tiên là em gửi lời chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Buổi tối vui vẻ cùng gia đình và người thân. Hôm nay em xin phép test một con này quý khách biết gì không? Hiểu gì không? Con này cũng độc lạ lắm nè, bán solo luôn. Con này nó không có cục pin trong đây nè, mở ra nó có hai cục pin nhỏ ha, em không có mua gắn vô luôn, solo luôn. Màn hình thì em thấy còn ok ha. Rồi đây giờ em sẽ giới thiệu cho quý khách xem ha, rất là độc đáo nha. Nè, 1 2 3 tèn, là một máy tính siêu gọn, siêu nhỏ, siêu đẹp ha. Quá đẹp, quá tuyệt vời ha. Màn hình thì em thấy nó còn rất là đẹp ha, không có bị ố, không bị răng nứt nè, theo mắt thẩm mỹ của em thôi nha. Đó, còn phím thì rất là còn đẹp luôn nè. Con này thì nó cũng nhỏ nhỏ, gọn gọn ha. Em quên đo mất tiêu rồi. Bài ngang là 9 rồi, cả như 98 đó. Rồi ok nha, quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu mua dùng xài hay nghiên cứu thì liên hệ em nha, qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả các quý khách, cô chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Dạ em xin cảm ơn và chào tạm biệt.